Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, không chỉ là tấm gương của một vĩ nhân mà ở Bác còn toát lên hình ảnh một con người rất đỗi giản dị, khiêm tốn, luôn gần gũi với nhân dân. Triển lãm luôn có Bác trong tim cho người xem thêm một lần nữa được hiểu hơn về Bác, về những giá trị tốt đẹp trong đạo đức, lối sống và phong cách của người. Bức hình này ghi lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hoa cho ba nữ dân quân khu 4 tại Hà Nội năm 1968. Trong đó có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Khuê. Hơn 50 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về lần đầu được gặp Bác, cùng Bác ăn cơm, nghe những lời dặn dò của Bác vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của bà. Ăn xong tôi đứng dậy gọi Bác cái đĩa thôi. Bác nói thế này, cháu Khuê ăn ba cái quả cá đi. Ba quả cá muối trong ba ngón tay này. Tôi nghĩ về sâu sắc mãi đến bây giờ trong tâm tôi vẫn nhớ ba cái quả cá đó. Bác không nói tiết kiệm, bác nói gì hết nhưng mà rất thấm thía. Chỉ ba quả cá thì tí thì đáng bao nhiêu tiền. Nhưng bác bảo cháu ăn đi. Tôi nghe lời bác dạy tôi ăn đi. Còn đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, điều làm ông nhớ nhất khi được gặp Bác đó chính là sự gần gũi, thân tình. Sự động viên, khen ngợi của Bác đã không chỉ khiến cho ông vô cùng cảm động mà còn tạo động lực cho ông thêm vững tin hơn ở chính mình. Giữa tôi với Bác Hồ rất là gần gũi, tôi cũng được người dạy là không sửa sai, có sai thì có sửa. Vì thế cho nên là người đó cũng có cho tôi cái niềm tin, tự tin ở mình. Mặc dù tiếng Kinh tôi nói chưa giỏi, thì tôi nghĩ thế nào thì tôi nói như vậy. Cuộc sống bình dị, gần gũi, khiêm nhường của Chủ tịch Hồ Chí Minh được biểu hiện một cách sinh động, đầy thuyết phục thông qua những việc làm cụ thể của người. Người sẵn sàng sẵn quân cùng người dân tát nước chống hạn, ăn những bữa cơm đạm bạc, tới từng địa phương thăm hỏi, động viên đồng bào, chiến sĩ. Đó chính là chân dung của vị lãnh tụ mà cả cuộc đời thanh bạch, cần, kiệm, liêm, chính, trí công, vô tư. Bản thân tôi và ra sức học tập cũng như là noi gương Bác, đặc biệt là đức tính cần kiệm liêm chính và ra sức làm việc cống hiến xây dựng đơn vị, xây dựng cơ quan, xây dựng quân đội vững mạnh. Một lần nữa, hình ảnh giản dị, gần gũi nhưng vô cùng vĩ đại của người lại được khắc họa rõ nét qua những hiện vật triển lãm như một sự kiện ý nghĩa dâng lên sinh nhật lần thứ 130 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.